Tổng chào cả nhà. Hôm nay đến hẹn lại lên tiếp nha. Mời cả nhà cùng mình ngắm hoa sen. Hoa sen này hình như là gọi là hoa sen súng thì phải. Thì những cái màu sắc của nó nhìn rất là đẹp. Nhìn hoa sen thì mình thì thích đọc những cái chuyện ngắn vui có, buồn có, về những cái chuyện ngắn về ý nghĩa đạo đức cũng có, đủ thứ hết, miễn là có chuyện để đọc. Thì mình đột nhiên nhớ một câu chuyện mình đã đọc là như thế này. Câu chuyện đó là gà gái thì trời sáng, mà gà không gái thì trời vẫn sáng. Vậy nên trời sáng hay không hoàn toàn không phải do gà gái quyết định, mà quan trọng là người có tỉnh giấc hay không. Khi người thức dậy là một ngày cũ đã qua, nếu không thức dậy thì sẽ ngủ vùi cả một đời người. Mỗi ngày thức dậy là một cuộc sống mới, có thể sống thật khỏe mạnh là điều quan trọng nhất và hạnh phúc nhất trên đời. Tranh thủ khi ánh nắng sớm dịu nhẹ, hãy bước ra ngoài dạo ngắm cảnh vật. Cỏ cây, hoa lá, chim muông trên đời mới đẹp làm sao. Đừng để khoảng thời gian tuyệt vời này trôi qua đầy lãng phí. Thì một cái câu chuyện ngắn như vậy đó, nó cho mình nhớ lại là nên yêu thương bản thân mình nhiều một chút. Mình chỉ đọc lên những mẫu chuyện để mình tập nói chuyện nhiều hơn một chút, chứ im lặng quá là có thể một ngày nào đó sẽ biến thành người câm. Xin mọi người thông cảm, đừng bắt lỗi nha. Rồi một câu chuyện khác là có một người mua cái một hộp lê, vì sợ trời nắng nóng có thể khiến lê bị hỏng, nên ngày nào người đó cũng chọn ra những cái quả tệ nhất để ăn trước. Cuối cùng lại chỉ ăn hết một hộp toàn lê thối. Bài học cuộc sống cũng giống như việc ta ăn lê vậy. Nếu ngày nào cũng chú tâm đến những chuyện không vui, cả đời ta sẽ sống trong bực tức và lo âu. Hãy buông mọi muộn phiền và ném chúng đi thật xa. Mỗi ngày đều hướng đến điều tích cực thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên tuyệt diệu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của đời người, sống thật tích cực và vui vẻ. Hãy luôn chú ý và điều chỉnh, đừng để bản thân rơi vào những cảm xúc tồi tệ. Hai câu chuyện ngắn mình gửi đến đây. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên người thân nha. Xin chào tạm biệt.